Kính thưa quý thầy cô trong ban chủ tọa, kính thưa các quý vị đồng nghiệp, thì sau đây thì em xin báo cáo là hai cái nội dung. Về cái nội dung thứ nhất đấy là cái mối liên quan giữa yếu tố tăng trưởng biểu bì EGFR với phân tích mô bệnh học của ung thư biểu mô tuyến phế quản theo cái phân loại của Hiệp hội Ung thư Quốc tế năm 2011. Thứ nhất là về cái đặt vấn đề cũng như là cái hội trường ban sáng này về cái trình bày về ung thư thư phổi ấy, thì tất cả các cái tác giả cũng như là trích dẫn về tài liệu thì cũng đều nêu ra là ung thư phổi là một trong những cái loại ung thư thường gặp nhất và là cái loại nguyên nhân tử vong hàng đầu trong các cái loại ung thư ở cả hai giới, ở cả nam giới và ở nữ giới. Ở nam giới là khoảng 27% và ở nữ giới là khoảng 25% theo số liệu thống kê của năm 2017. Và về cái chẩn đoán ung thư phổi thì cái tiêu chuẩn vàng đấy là dựa vào mô bệnh học, và cái mô bệnh học của ung thư phổi thì hết sức là đa dạng và phức tạp. Và trong các cái tuyếp mô bệnh học thì ung thư biểu mô tuyến thì chiếm cái tỷ lệ là tùy theo thống kê ở châu lục cũng như các quốc gia chiếm khoảng độ từ 40 cho đến 70%. Và cái phân loại thì ung thư phổi mô về mô bệnh học trước đây ấy, thì những cái phân loại gần đây như năm 1999, năm 2004 thì chủ yếu là dựa vào cái bệnh phẩm phẫu thuật. Do đó mà cái chẩn đoán cho bệnh nhân thì nhiều khi cũng không được sớm. Gần đây thì nhờ các cái sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật, đặc biệt là các cái kỹ thuật sinh thiết qua nội soi, qua sinh thiết xuyên thành ngực vân vân, thì 70% các cái trường hợp ung thư phổi được chẩn đoán xác định bằng mô bệnh học qua các cái bệnh phẩm sinh thiết nhỏ. Và đặc biệt là cái sự phát hiện của cái yếu tố đột biến EGFR gắn liền với cái điều trị TKI đã mang lại một cái cơ hội mới cho các cái bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến của phổi mà có cái đột biến EGFR. Chính vì vậy mà cái phân loại năm 2011 của Hiệp hội Ung thư phổi Quốc tế đã nhấn mạnh cái mối tương quan giữa lâm sàng chẩn đoán hình ảnh mô bệnh học và sinh học phân tử, đồng thời là tối ưu hóa cái bệnh phẩm ngay từ cái bệnh phẩm sinh thiết nhỏ để tìm cái đột biến EGFR, góp phần cái điều trị tiên lượng cũng như là điều trị sớm cho bệnh nhân, đặc biệt là điều trị đích phân tử. Chính vì cái xuất phát đó mà cái đề tài này của em có hai cái mục tiêu. Thứ nhất là xác định tần suất đột biến EGFR của ung thư biểu mô tuyến phế quản. Cái thứ hai là tìm hiểu một số mối tương quan giữa lâm sàng các lớp vi tính với phân loại các cái phân tuyếp với cái đột biến EGFR theo cái phân loại mới. Em xin đi qua một số những cái nét tổng quan đấy là cái phân loại đến hiện nay thì có 5 cái phân loại về mô bệnh học của ung thư phổi, đặc biệt là cái phân loại gần đây nhất đấy là cái phân loại năm 2015 thì người ta chú trọng nhiều đến là cái bệnh phẩm sinh thiết nhỏ với cái ý nghĩa là làm sao chẩn đoán phân loại đích càng sớm càng tốt và không dựa vào cái bệnh phẩm phẫu thuật, vì dựa vào bệnh phẩm phẫu thuật thì rất là muộn. Cái thứ hai nữa là ung thư phổi đa số là phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn và cũng không có khả năng phẫu thuật, và đồng thời nó lại gắn liền với cái chẩn đoán làm sao phân tuyếp càng sớm càng tốt và điều trị cái tiên lượng cũng như là cái cá thể hóa của bệnh. Và đây là cái phân loại năm 2011 và được Tổ chức Y tế Thế giới thì đưa ra cái phân loại mới nhất dựa trên cái bệnh phẩm sinh thiết nhỏ cho ung thư biểu mô tuyến của phế quản. Về ung thư biểu mô tuyến của phế quản về đại thể thì ung thư biểu mô tuyến thì có đặt cái điểm về đại thể là hay gặp ở ngoại vi, và các cái phân tuyếp mô bệnh học mà theo cái phân loại mới này thì nó gồm có rất là nhiều các cái phân tuyếp nhỏ hơn cũng như là các cái biến thể, đặc biệt đấy là cái thuật ngữ mà manipiric thì đã được lần đầu tiên đã được sử dụng để thay thế những cái thuật ngữ cũ như là cái ung thư tiểu phế quản phía nam. Về đối tượng và phương pháp nghiên cứu, trong nghiên cứu này của chúng em thì cùng 93 bệnh nhân được chẩn đoán xác định là ung thư biểu mô tuyến phế quản qua cái sinh thiết nhỏ tại trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai trong 2014 đến 2015, và loại trừ các cái tuyếp ung thư phổi khác và các cái trường hợp mà có chống chỉ định với các lớp vi tính hoặc là chống chỉ định với nội soi và không chống chỉ định với các cái thủ thuật để lấy bệnh phẩm. Và cái nghiên cứu này được nghiên cứu tiến cứu mô tả, và theo cái sơ đồ đó ban đầu bệnh nhân được khám lâm sàng cũng như làm các cái xét nghiệm cơ bản để phục vụ quá trình nội soi cũng như là lấy bệnh phẩm qua sinh thiết. Và cái định lượng định tuyếp mô bệnh học thì sẽ dựa bằng hai cái phương pháp, đầu tiên là phương pháp nhuộm HE và PAT, đây là cái phương pháp thường quy. Và những cái trường hợp mà được chẩn đoán xác định bằng phương pháp HE và PAT thì sẽ được đưa vào nghiên cứu, còn những trường hợp mà nghi ngờ ung thư biểu mô tuyến thì sẽ dùng các cái marker đặc hiệu của hóa môn miễn dịch để chẩn đoán xác định ung thư biểu mô tuyến và phân loại để các cái tuyếp cũng như là thứ tuyếp cũng như là biến thể theo cái phân loại mới. Đây là cái bệnh phẩm cũng như là cái sinh thiết xuyên thành ngực, cái bệnh phẩm được cố định bằng phoóc môn và các cái phân tuyếp mô bệnh học cũng như là các cái biến thể theo cái phân loại mới, và xác định đột biến gen theo cái phương pháp sinh học phân tử, và qua đó sẽ tìm cái mối tương quan giữa đột biến với các cái phân tuyếp mô bệnh học theo cái phân loại mới và xử lý số liệu bằng cái phương pháp thống kê y học. Về một số cái đặc điểm chung của cái đối tượng nghiên cứu thì cái đối tượng tuổi trung bình của bọn em là 60,5 cộng trừ với 10,7, và đa số là gặp ở cái lứa tuổi trung niên là từ 50 đến 59 là chiếm cái tỷ lệ là cao nhất. Về cái tỷ lệ về giới thì nam giới là chiếm tỷ lệ là nhiều hơn so với nữ giới, tuy nhiên cái tỷ lệ giữa nam và giới nữ thì nó có cái xu hướng nó thu hẹp lại là 2,2 trên 1 so với một số các cái nghiên cứu khác về ung thư phổi, thì thấy cái tỷ lệ nam trên nữ nó rất là khác nhau
ví dụ là 4 trên 1 hoặc là 5 trên 1. Tuy nhiên cái điều này chứng tỏ rằng là ung thư biểu mô tuyến nó cũng có cái xu hướng gia tăng nhanh ở phụ nữ, phù hợp với một số các nghiên cứu gần đây. Và tiền sử hút thuốc thì khoảng 59% là những cái bệnh nhân mà có cái tiền sử hút thuốc. Về cái đặc điểm của khối u trên phim chụp cắt lớp vi tính lồng ngực thì chúng em gặp thấy nó ở ngoại vi nhiều hơn so với trung tâm, là 70,4 so với 25,8%, và cái bờ là bờ không nhẵn là chiếm cái tỷ lệ khoảng 79%, và cũng tương đối phù hợp với một số các cái nghiên cứu gần đây về ung thư biểu mô tuyến, thì cũng thấy rằng là trên vị trí cắt lớp vi tính lồng ngực thì cái ung thư biểu mô tuyến hay gặp ở ngoại vi nhiều hơn so với trung tâm, như là nghiên cứu của Trần Văn Trương hay là Cung Văn Công và Nurdin của Cộng sự. Về cái phân tuyếp theo cái phân loại mới thì chúng em gặp là cái phân tuyếp dạng chùm nang là gặp tỷ lệ cao nhất, sau đấy là dạng nhú, dạng nephritic là khoảng độ 10,7%, và một số các cái biến thể khác thì ít gặp hơn. Và cũng tương đối phù hợp với các cái nghiên cứu ở trong nước cũng như là nghiên cứu trên thế giới gần đây về cái các cái phân tuyếp mà của ung thư biểu mô tuyến, thì cũng cái dạng nang là cái dạng hay gặp nhất. Về cái đột biến gen EGFR trong cái nhóm ung thư biểu mô tuyến thì chúng em gặp là 51,6% là những cái trường hợp mà có đột biến. Thì cái nhận xét này của nó cũng khá là phù hợp với các cái nghiên cứu gần đây, ví dụ như nghiên cứu của Nguyễn Minh Hà hay là nghiên cứu của Du Di Đông và Cộng sự, thì cũng thấy rằng là cái đột biến EGFR nó cũng khác nhau giữa các cái nghiên cứu về ung thư biểu mô tuyến. Và đặc biệt thì cái đột biến của ung thư biểu mô tuyến thì các cái nghiên cứu ở châu Á cũng như là ở Trung Quốc với cái số lượng bệnh nhân khoảng 1.000 bệnh nhân thì thấy rằng cái tỷ lệ đột biến này cũng khá là cao, khoảng 65%. Tuy nhiên thì đối với những cái chủng tộc mà châu Mỹ hoặc là da trắng thì một cái nghiên cứu ở Mỹ thì chỉ ra rằng là cái đột biến này nó thấp hơn rất nhiều, khoảng 23%. Và cái vị trí đột biến mà hay gặp nhất ở trong nghiên cứu của chúng em, 993 bệnh nhân thì ở vị trí 21 và 19 là hai cái vị trí là hay gặp nhất. Và cũng khá là phù hợp với các cái nghiên cứu như của Lưu và Cộng sự thì cũng thấy rằng là hai cái vị trí đột biến này là cũng hay gặp. Và cái vị trí đột biến hay gặp ở cái vị trí L858R thì cũng chiếm tỷ lệ cao. Và trong nghiên cứu của chúng em thì cũng gặp là có một cái bệnh nhân mà có cái đột biến ở exon thứ 20 là cái vị trí TMT 790M. Đây là một cái vị trí mà rất là hay kháng với cái thuốc đích, và đặc biệt là cái cơ chế gần đây thì nó có cái dạng chuyển dạng tế bào, nó cũng liên quan với cái đột biến này. Và cũng so với Ivan thì chúng em nhận thấy là hai cái vị trí cũng rất là may mắn trong cái nhóm nghiên cứu đối với các đối tượng, đấy là hai cái vị trí 19 và 21 là có cái đột biến nhiều, vì các cái Ivan người ta cũng chỉ ra đây là hai cái vị trí mà có cái độ nhạy cảm tốt với các cái thuốc điều trị, đặc biệt là cái thuốc điều trị kháng TKI. Về cái một số liên quan với cái đột biến EGFR thì chúng em nhận thấy là ở nữ thì nhiều hơn ở nam giới, có thể gặp là 75% so với 36,8%, và sự khác biệt của ý nghĩa thống kê cũng như là ở gặp ở đối tượng mà không hút thuốc thì nhiều hơn gặp ở đối tượng hút thuốc. Và còn ở về một số cái mối liên quan giữa vị trí khối u cũng như là tính chất của khối u trên phim chụp cắt lớp vi tính lồng ngực thì chúng em nhận thấy là cũng chưa có cái mối liên quan, cũng như là về giai đoạn bệnh thì cũng nhận thấy rằng là cũng chưa có cái mối liên quan giữa cái giai đoạn bệnh với cái đột biến EGFR. Và tuy nhiên khi mà khảo sát với các cái phân tuyếp về đột biến theo cái phân loại mới thì chúng em nhận thấy là cái đột biến mà rất là hay gặp của cái phân tuyếp như là cái ung thư biểu mô dạng nephritic gặp cái tỷ lệ gặp khá là cao với 60%, cũng như là dạng nhú là 57,9% và cái dạng dạng đặc là 50%. Tuy nhiên cái sự khác biệt này thì cũng một phần là cũng do cái số liệu của chúng em nó cũng chưa được lớn, do vậy mà cũng chưa tìm thấy có cái mối liên quan. Tuy nhiên một số các cái nghiên cứu như của Lưu và Cộng sự năm 2016 thì cũng nhận thấy rằng là có cái sự khác nhau về giữa đột biến giữa các cái phân tuyếp, và trong đó thì cũng nhấn mạnh là cái phân tuyếp chùm nang nó cũng gặp cái tỷ lệ nó đột biến khá cao. Tuy nhiên một cái nghiên cứu của Chen và Cộng sự thì cũng đưa ra cái nhận xét là trong các cái phân tuyếp mà theo cái phân loại mới thì cái tuyếp nephritic thì lại cái đột biến nó lại cao, và đặc biệt là cái tuyếp nephritic này thì có thể là đột biến là đối với nữ giới có thể gặp đến 90%. Đây là một cái điều cũng gợi ý nó cũng khá là quan trọng khi mà mình đã có cái chẩn đoán mà xác định về mô bệnh học, thì cũng gợi ý rằng là những cái bệnh nhân mà có cái tổn thương dạng nephritic trên mô bệnh học thì cái khả năng đột biến, mà đặc biệt là ở phụ nữ mà ở đối tượng là châu Á, thì cái khả năng đột biến nó rất là cao, thì nó góp phần đến tiên lượng cũng như là điều trị bệnh nhân. Thì từ cái kết quả nghiên cứu thì em rút ra có hai cái kết luận. Thứ nhất đấy là cái đột biến EGFR gặp là 51,6%, và hai cái vị trí hay gặp nhất đó là 19 và 21, và có một cái đột biến ở cái vị trí T790M và cái đột biến hay gặp nhất là L858, và một số mối liên quan này đột biến là gặp nhiều hơn ở nữ giới và ở đối tượng không hút thuốc lá. Và đột biến ở một số các cái phân tuyếp thì ở chùm nang là 47,7%, dạng nhú là 57,9%, nên predict là 60%, và không có cái sự khác biệt về đột biến giữa phân nhóm tuổi, vị trí bờ khối u cũng như là cái sự di căn của khối u hoặc là cái giai đoạn bệnh. Thế đây một cái ca lâm sàng em minh họa, đây là trên một cái bệnh nhân nam 61 tuổi thì bệnh nhân này cũng có cái tiền sử hút thuốc lá. Và trên phim chụp các lớp mà ở cái cửa sổ trung thất thì chỉ thấy một cái đám mờ, và ở trên cái cửa sổ nhũ mô thì có cái đám mờ cũng khá là rõ đấy, và nó cũng không đều.
và mô bệnh học mà qua cái sinh thiết suốt thành ngực, đấy là cái ung thư biểu mô tuyến mà khi được định tuyếp theo phân loại mới là ung thư biểu mô tuyến dạng trung nam, và bệnh nhân này là có cái đột biến ở vị trí L858 này. Thì phần trình bày của em đến đây thì trong cái báo cáo này là hết ạ. Chúng ta cảm ơn cái phần trình bày rất là rõ ràng, mạch lạc của tiến sĩ Tình và cũng rất là đúng thời gian. Vâng, xin mời bà tiến sĩ Tình báo cáo nghiên cứu tiếp theo. Vâng, kính thưa quý thầy cô chủ tọa và các anh chị em đồng nghiệp, thì sau đây thì cũng là cùng một cái đề tài vậy, thì em cũng xin trình bày tiếp đến cái nội dung thứ hai, nó cũng là cái mục tiêu mà ở trong cái phần luận án, đấy là cái mục tiêu thứ nhất, đó là cái đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và phân loại mô bệnh học ung thư biểu mô tuyến theo cái phân loại của Hiệp hội Ung thư và Quốc tế năm 2011. Thì cũng cùng một cái thiết kế nghiên cứu cũng như cái đặt vấn đề và đối tượng phương pháp, thì em cũng xin phép là ở cái slide trước ấy, cái nghiên cứu trước em trình bày rồi thì em xin bỏ qua. Và cái mục tiêu của cái báo cáo này, đấy là mục tiêu thứ nhất, đấy là mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của ung thư biểu mô tuyến phế quản, và mục tiêu thứ hai là cái phân loại mô bệnh học của ung thư biểu mô tuyến phế quản qua cái mảnh sinh thiết nhỏ theo cái hiệp hội phân loại ung thư phổi quốc tế năm 2011, và qua đó tìm một số cái mối liên quan. Cái phần tổng quan thì cái báo cáo trước em trình bày rồi thì cũng nhấn mạnh đến cái vai trò hiện nay, đặc biệt là về cái phân loại mô bệnh học, thì người ta muốn rằng là cái chẩn đoán về phân tích mô bệnh học càng sớm càng tốt, ngay cả từ cái bệnh phẩm sinh thiết nhỏ chứ không đợi đến cái bệnh phẩm phẫu thuật như cái quan điểm trước đây. Thì cái đối tượng phương pháp trong cái báo cáo này, thì trong cái đối tượng nghiên cứu của chúng em là gồm có 157 bệnh nhân được chẩn đoán xác định là ung thư biểu mô tuyến phế quản qua cái mảnh sinh thiết tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai từ năm 2014 đến 2015, và cũng loại trừ các cái type ung thư phổi khác và các cái chống chỉ định với các cái thủ thuật mà lấy bệnh phẩm, và cũng là cái nghiên cứu mô tả loạt bệnh. Và cái sơ đồ nghiên cứu thì nó cũng gần giống cũng như là cái sơ đồ nghiên cứu trên, có điều mình để phân tích kỹ thêm về cái các triệu chứng lâm sàng cũng như là về các cái hình ảnh cắt lớp vi tính lồng ngực, qua đó mình tìm hiểu một cái số mối tương quan. Thì cái đặc điểm chung trong cái đối tượng nghiên cứu của chúng em thì cái lứa tuổi cũng là 60 cộng trừ 10,2, và cái lứa tuổi trung niên cũng là cái lứa tuổi hay gặp nhất, và cũng tương đối phù hợp với các cái nghiên cứu về khác về ung thư phổi mà về cái đối tượng tuổi cũng hay gặp là đối tượng là trung niên. Và phân bố giới thì cũng gặp ở nam nhiều hơn so với ở nữ, và các bệnh nhân đa số là có cái tiền sử mà liên quan đến hút thuốc lá. Thì cũng giống như là cái phần giới thì trong cái bàn luận của cái báo cáo trước ấy, thì em cũng nhấn mạnh là cái ung thư biểu mô tuyến nó cũng có cái xu hướng nó gia tăng dần ở nữ giới. Về cái lý do mà để bệnh nhân mà đi khám bệnh ấy, thì có 4,5 những cái trường hợp mà không có cái biểu hiện triệu chứng gì mà bệnh nhân là chỉ đi khám bệnh tình cờ, tức người ta đi khám bệnh chụp phim bình thường hoặc là kiểm tra sức khỏe bình thường thì người ta thấy nó có cái đám mờ, và bệnh nhân ấy được giới thiệu vào viện để làm các cái thủ thuật để chẩn đoán là và được xác định là cái mô bệnh học, thì là gặp 4,5 những cái phần trăm. Do đó mà cái yêu cầu mà bệnh nhân là thường là đi kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc là đi khám sớm thì cũng góp phần là trong cái vấn đề là chẩn đoán sớm và bệnh, và chiếm từ 1 đến 2 tháng là khoảng 49% những cái bệnh nhân là cái triệu chứng là cũng đa số nó cũng khá là muộn. Về các cái triệu chứng lâm sàng ung thư biểu mô tuyến thì các cái triệu chứng cũng hay gặp như là đau ngực, sút cân, ho, khan, mệt mỏi, và cái triệu chứng mà cũng hay gây ra cái triệu chứng như tràn dịch màng phổi là chiếm 24,8%. Cái điều này nó cũng có thể lý giải là cái ung thư biểu mô tuyến nó cũng rất hay gặp ở ngoại biên, do vậy mà các cái triệu chứng mà ở cái cơ quan ngoại biên nó cũng hay gặp hơn như là xâm lấn màng phổi, vân vân. Và các cái triệu chứng của hội chứng cận u cũng như là ho ra máu thì nó ít gặp hơn, ho ra máu chỉ gặp có 19,1%. Thì khi mà tham khảo với một số cái nghiên cứu khác, đặc biệt là cái nghiên cứu mà ung thư biểu mô tế bào vẩy của một cái luận văn thạc sĩ, thì chúng em thấy là cái tỷ lệ ho ra máu nó giảm hơn, nó thấp hơn rất là nhiều. Về hình ảnh cắt lớp vi tính thì cái bờ tua gai thì chiếm tỷ lệ khoảng 56,1%, và cái hình ảnh nhẵn là gặp 16,8%, và các cũng tương đối phù hợp với các cái nhận xét là ung thư phổi thì cái hình ảnh cắt lớp vi tính là gặp, cái hình ảnh tua gai thì nó cũng gợi ý nhiều đến cái ác tính cũng, hoặc là cái hình ảnh đa cung. Về cái vị trí thì chúng em gặp 65% là ở ngoại biên, và cái sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê thì cũng tương đối phù hợp với nghiên cứu của Cung Văn Công hoặc là Trần Văn Trương, thì cũng nhận thấy là ung thư biểu mô tuyến hay gặp ở ngoại vi là nhiều hơn với trung tâm. Về phân bố giữa các thùy thì gặp ở phổi phải thì nhiều hơn ở phổi trái, và vị trí các cái phân thùy như là thùy trên bên phải thì gặp ở vị trí nhiều nhất là 33,1%. Cũng tương đối là phù hợp với một số nhận xét như là của Patrick Vidya, thì nhận thấy là cái thùy trên là cũng hay rất hay gặp. Thế cái điều này thì cũng khi mà để đưa vào cái phần bàn luận thì cũng giải thích là tại sao lại gặp ở thùy trên, thì chúng em cũng chưa có cái câu trả lời là nó xác đáng. Và cái hình dạng thì là hình dạng dạng khối là hay gặp nhiều nhất, và cái dạng kính mờ thì gặp cái tỷ lệ khoảng là 1,3%. Thì u phổi ở trên phim cắt lớp vi tính thì đa số nó biểu hiện ở cái dạng hình ảnh dạng khối.
Về qua cái nội soi thì không có tổn thương này lại chiếm cái tỷ lệ là nhiều hơn so với tổn thương qua nội soi phế quản. Có lẽ là cũng liên quan đến cái vấn đề như là khối u nó ở ngoại vi, do vậy mà các cái phương pháp mà chẩn đoán về nội soi phế quản thì nó lại ít khi được phát hiện thấy cái tổn thương. Tuy nhiên trong 40,8 những cái trường hợp mà có tổn thương trong lòng phế quản thì các cái tổn thương dạng thâm nhiễm thì cũng hay gặp là 42,2%, và những cái tổn thương như là u sùi thì cũng gặp là 14,1%, và cũng tương đối phù hợp với một số các cái nghiên cứu khác thì cái tổn thương mà hay gặp trong ung thư phổi là cái dạng thâm nhiễm niêm mạc phế quản. Về giai đoạn bệnh thì trong 157 bệnh nhân của chúng em thì nhận thấy là cái giai đoạn 3B và cái giai đoạn 4 là chiếm khoảng một nửa. Cái điều này thì cũng khá với phù hợp với các cái nhận xét cũng như là cái nghiên cứu của Việt Nam là ung thư phổi nó đa số là được chẩn đoán là muộn, do vậy mà cái tiết lượng của bệnh nhân thì rất là không tốt. Và cái phân loại thì trong hai cái phương pháp mà phân loại để định tuyếp mô bệnh học này qua nhuộm thường quy HE và PAT và hóa mô miễn dịch thì chúng em thấy là cái nhuộm HE và PAT thì khoảng độ 80,80% là đã qua cái nhuộm thường quy, đã có thể định được tuyếp theo cái tuyếp phân loại nhỏ rồi, thì còn lại là khoảng 20% là cần phải nhuộm bằng hóa mô miễn dịch bằng các cái marker đặc hiệu của ung thư biểu mô tuyến hoặc ung thư biểu mô vẩy để góp phần cái chẩn đoán phân biệt. Và cái phân loại theo cái phân loại mới thì cái dạng chùm nang nó cũng hay gặp nhất là 51%, và cái dạng lipidic đây là cái thuật ngữ mới khoảng độ gặp là 9%, và các cái biến thể đặc biệt là cái biến thể dạng thai thì chỉ gặp có một bệnh nhân và cũng khá là phù hợp. Thế thì một cái câu hỏi là tại sao người ta phải phân loại cái chi tiết các cái phân tuyếp nhỏ là như thế này để làm cái gì? Đó là người ta cũng qua một cái nghiên cứu của tác giả Watt và cộng sự thì nhận thấy rằng là trong các cái phân tuyếp càng nhỏ thì thấy rằng cái điều trị hóa hóa trị hoặc là các cái phương pháp điều trị khác ấy, thì nó thấy các tác giả rút ra thấy rằng là có cái thời gian sống thêm khác nhau cũng như là cái tiên lượng khác nhau giữa các cái phân tuyếp, trong đó thì đặc biệt là cái phân tuyếp dạng lipidic có cái thời gian sống thêm thì rất là tốt, và trong đó thì cái thời gian mà của cái phân tuyếp nhưng đối với đối tượng vi nhú thì cái tiên lượng nó sẽ xấu hơn và điều trị nó sẽ đáp ứng kém hơn. Và các tác giả cũng đưa ra một cái kết luận là cái phân loại mới này thì có cái ý nghĩa là tiên lượng cũng như là góp cái phần là xác định các cái biện pháp điều trị làm sao để cá thể hóa càng sớm càng tốt. Và một số cái mối liên quan giữa các cái phân tuyếp giữa nam và nữ thì chúng em cũng chưa thấy có sự khác biệt giữa các cái phân tuyếp theo cái phân loại mới đối với nam giới cũng như là đối với những cái bệnh nhân mà có cái tiền sử hút thuốc và không hút thuốc thì cũng không có cái sự khác biệt của thống kê giữa các cái phân tuyếp. Và tuy nhiên thì với vị trí của khối u thì chúng em nhận thấy cái dạng chùm nang thì nó hay gặp ở trung tâm là nhiều hơn so với ngoại vi, còn các cái tuyếp khác thì nó lại thì cũng chưa có cái sự khác biệt. Và qua cái phần kết quả nghiên cứu thì chúng em rút ra hai cái kết luận. Thứ nhất là cái lâm sàng thì ung thư biểu mô tuyến thì có xu hướng là ở nữ và tuổi mắc bệnh là 60,2 cộng trừ 10,2, và lâm sàng các triệu chứng như đau ngực, sút cân, ho khan, khó thở là triệu chứng hay gặp. Các lớp vi tính thì khối u hay ở ngoại vi nhiều hơn so với trung tâm, và hình ảnh khối u là dạng khối, và nội soi phế quản thì chỉ gặp là 59,2% là không có thấy tổn thương, và cái hình ảnh tổn thương hay gặp trong cái trường hợp mà có nội soi phế quản hay có tổn thương là cái dạng thâm nhiễm niêm mạc phế quản. Và cái phân loại này theo cái phân loại mới thì 80,3% là được phân tuyếp qua cái nhuộm thường quy và 20% là được định tuyếp qua hóa mô miễn dịch, và cái phân tuyếp theo cái phân loại mới thì dạng chùm nang gặp nhiều nhất, và cái phân tuyếp chùm nang này gặp ở trung tâm nhiều hơn so với ngoại viện. Và đây có một cái hình ảnh em cũng minh họa một cái bệnh nhân mà ung thư, một bệnh nhân nam 64 tuổi cũng ở trung tâm hô hấp. Bệnh nhân này là cái phân loại theo qua cái nhuộm thường quy thì đã thấy là cái bệnh nhân này là dạng chùm nang. Và một bệnh nhân đây là bệnh nhân nữ 59 tuổi thì cái tổn thương nó dạng rất là lan tỏa, nó rất là dễ nhầm với các cái tổn thương khác, và cái bệnh nhân này đây thì nó là một cái dạng biến thể, đó là ung thư biểu mô dạng keo, thì trên cái nhuộm HE và PAT thì các cái tế bào nó bị lấp đầy với các cái chất dịch keo. Đây là một cái khối rất là đặc và cũng là một cái biến thể của ung thư biểu mô tuyến, đó là ung thư biểu mô dạng đặc, các cái trên cái nhuộm HE phải kích thước là vi thể lớn hơn thì thấy rằng là các cái tế bào nó tập trung nó rất là đặc. Phần trình bày của em đến đây hết, em cảm ơn quý chủ tọa và quý đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe.